anh tên gì em không nghe được. Anh tên Phan Trần Hoàng Phúc, anh 25 tuổi. 25 tuổi hả? Đúng rồi, tuổi ví dụ. Mà anh có nghe em bao nhiêu tuổi không? 27 tuổi là tuổi đúng rồi. Dạ đúng rồi. Dạ anh thấy em sao? Anh thấy em dễ thương. Nhớ là đi bạn gái cũ cũng hơn 2 tuổi rồi, không chịu cưới rồi chia tay á. Em có dự định khi nào tiến tới hôn nhân không? Đây là có duyên mà hợp yêu nữa đó thì khoảng chừng năm là được. Thì anh dự tính là 2 năm thôi, nhưng mà nếu mà ngồi rồi các bạn, mình là ông Địa, hôm nay mình sẽ đến đây tìm bà Địa. Rồi. Ngồi đi ông Địa. Dạ. Rồi ngồi đi em, dễ thương quá. Rồi hai bạn giới thiệu về mình đi, mời em gái. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả. Chào anh bên đó. Em tên là Châu Thị Thu Hiền, năm nay em 27 tuổi. Nghề nghiệp của em là lễ tân khách sạn, em ở Mỹ Tho, Tiền Giang ạ. Mình làm việc ở đâu em? Dạ ở Mỹ Tho, Tiền Giang luôn. Ở Mỹ Tho, Tiền Giang luôn. Phường mấy em? Dạ phường 1 ạ. Phường 1. Dạ. Rồi còn em trai giới thiệu mình đi. Dạ chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, dạ bạn nữ và quý khán giả có mặt ở đây. Em tên đầy đủ là Phan Trần Hoàng Phúc, sinh ra ở Cần Thơ, lớn lên ở Vĩnh Long và hiện tại là đang làm việc ở Cần Thơ. Làm việc gì? Dạ em hiện tại đang làm đối tác cho Grab. Tức là chạy xe hay là chạy Grab bay? À chạy xe Grab bay. Nhưng mà mình là đang sống và làm việc ở Cần Thơ luôn hả em? Dạ em sống và làm việc ở Cần Thơ luôn. Dạ chị. Bên Cần Thơ rồi bên Tiền Giang, Mỹ Tho rồi bao lâu mình gặp nhau được một lần? Dạ Tiền Giang, Mỹ Tho cũng gần chị, đi khoảng 2 tiếng. Hồi trước thì em cũng có công tác ở trên Mỹ Tho. Trước khi mà em chạy xe đó thì em có học cái ngành nghề nào khác không? Dạ là em thì tốt nghiệp Đại học Cần Thơ, chuyên ngành là chăn nuôi thú y. Thì trước đó em có đi làm tiếp thị thức ăn được 2 năm. Sau đó thì nghỉ mình đi làm cho Grab với cũng đang xin việc khác. Tốt nghiệp đại học là kỹ sư chăn nuôi đó các bạn, chứ không phải đơn giản đâu nha. Làm sao mà xuống tới chạy xe luôn rồi đó. Nói tóm lại là có lúc này lúc kia ha. Mức điểm của em là gì? Thì cũng quan tâm lo lắng, thì cũng chiều chuộng bạn gái, hay nóng tính, với cũng không có kiên nhẫn cho lắm. Nhiều khi làm bạn gái giận mà năn nỉ 1-2 lần mà bạn gái không hết giận là không biết năn nỉ luôn. Đây cố gắng năn nỉ chứ. Nếu mình yêu á thì mình sẽ cố gắng sợ chứ không còn tình yêu với nhau thôi. Bạn gái, ưu điểm khuyết điểm của bạn là gì? Dạ em làm handmade, em làm được. Dạ, dạ em làm việc nhà mà liên quan tới sữa uống nước cái gì em cũng có thể làm được. Ghê vậy? Uống gì mà sữa uống nước luôn hả? Dạ mấy cái đơn giản chị là không cần phải nhờ đàn ông là em làm được. Còn phức tạp mà Cần Thơ là không được. Nói chung vậy là em cũng tỉ mỉ đó ha. Dạ. Nhược điểm của em là em cũng quạo, lúc mà em ngủ mà ai ồn ào là em bực mình lắm. Là em chửi đó hả? Dạ không chửi nhưng mà em la thôi. Với lại em đói bụng em cũng quạo nữa. Nói chung là em dễ quạo lắm đúng không? Dạ, giống anh ngủ với lại lúc đói thôi. Đó là xấu máu, ngủ đói. Dạ đúng là con bình thường. Cho ăn cho ngủ đầy đủ là không sao ha. Dạ đúng rồi anh. Bây giờ thì sao nè? Dạ. Bạn gái. Dạ em trải qua được một mối tình thời sinh viên mà em quen được 4-5 năm. Mà sau đó là em chia tay với lý do là tại vì gia đình bạn đó không có giao quen. Ủa kỳ vậy, quen 4-5 năm. Dạ tại vì lúc đó là người ta không thích, giống như mình ăn mặc giống như hùng sọt, áo ba lỗ rồi không thích. Sau này em có thay đổi nhưng mà cũng không chịu nên là thôi, tới bây giờ. Tới giờ luôn? Dạ đúng rồi. Là bao nhiêu năm rồi? Dạ 3-4 năm. Mà không có mối tình nào khác? Dạ đúng rồi. Em cũng không thích bạn nam hay soi mói cái chuyện ăn mặc hoặc là trang điểm á. Em không thích. Mình trang điểm để là mình tự tin thôi chứ không phải là để cua ai đó hay gì đó, nhưng mà cứ xét nét là em không chịu. Thế bạn trai sao? Bạn trai có cho bạn gái chân diện không? Dạ em thì em suy nghĩ thoáng lắm chị ơi. Bạn nữ làm đẹp là để hãnh diện cho mình. Nói chung làm đẹp vừa phải là em đồng ý rồi chị. Không, làm đẹp quá thì sao? Đẹp quá thì không? Em nhắc nhở nhẹ nhàng. Kỳ vậy? Em muốn ta làm đẹp cho mình, làm đẹp cho gia đình, cho xã hội, mà làm đẹp quá là nhắc nhở. Ý nói làm đẹp quá nhiều khi tha son mà quýnh môi đỏ quá thì nhìn nó cũng không có đẹp lắm anh. Sao mấy người ta đánh môi đỏ nó đẹp? Chắc cũng tùy người. Nói tóm lại là phụ nữ cứ thoải mái làm đẹp. Mình đàn ông mà mình hãy khuyến khích điều đó. Tình trường sao? Trải qua mấy mối tình rồi nè? Dạ em trải qua 2 mối tình chính thức. Thì mối tình đầu tiên của em thì em quen năm lớp 11. Thì em với bạn nữ quen được 1 năm rưỡi. Rồi bỏ qua đi. Mối tình mới nhất là đây rồi nè. Dạ mối tình đây là chia tay đến giờ cũng 6 tháng. Thì bạn nữ lớn em 2 tuổi. Quen bao lâu mà chia tay 6 tháng rồi? Dạ quen được 3 tháng. Thôi, có 3 tháng. đâu có yêu đương gì sâu lắm đâu đúng không? Dạ em thì nếu mà quen thời gian thì nó cũng không quan trọng lắm, mà tình cảm nó nhiều. Thì nhưng mà lúc đó thì bạn nữ cũng hỏi tới chuyện là cưới hỏi, mà em cũng chưa có sẵn sàng. Tại vì bạn nữ lớn em 2 tuổi thì nói là em là con gái, lớn anh nữa là không có đợi anh được. Rồi bây giờ đã chuẩn bị để cưới chưa? Giả tỷ bên đây người ta cũng đòi cưới rồi làm sao? Dự định của em là từ 2 năm trở lại thì nếu mà tiếp xúc làm quen thấy hợp thì mình sẽ đi tới hôn nhân sớm hơn. Có nghĩa là phải 2 năm đổ lại. Phụ nữ người ta có thời xuân sắc của người ta, đừng có để thời đó qua biết không, thành ra người ta lo vậy thôi. Yêu là cưới nha cưng. Dạ. Rồi mẫu người lý tưởng của em là như thế nào em gái? Phải cao hơn em từ 16 trở lên. Rồi. Dạ, vậy là ăn mặc tương tất, với lại là lịch sự, đừng có chửi thề em không thích. Hút thuốc cũng được nhưng mà đừng hút nhiều thôi. Cũng dễ tính quá ha. Rồi nhậu nhẹt đồ rồi sao? Dạ nhậu cũng được, tại vì nhà em đa số là nhậu. Rồi ở khoe cả nhà biết nhậu luôn đó. Tây mà. Nhưng mà đặc biệt không được chửi thề đúng không? Dạ đúng anh. Nhậu nhậu xỉn lên thì chửi thề là mệt lắm á. Dạ câu nào cũng chửi là không được. Có không em trai? Dạ không, anh em cũng ghét chửi thề lắm. Vậy mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Cao khoảng 1m55 trở lên. Rồi có luôn. Vui vẻ hòa đồng á, chứ hiền quá cũng không được, mà dữ quá thì cũng không hay. Biết quan tâm với biết cách cư xử với người lớn cái gì. Có cái điều gì em không thích ở người bạn gái không? Dạ em không thích bạn nữ cư xử với người khác là không đúng mực. Sao chị? Được ha, hai bạn này mặc giống nhau á. Dạ. Mình có định là lấy vợ về thì mình sinh sống ở đâu, có làm dâu không em? Thì ở chung với ba mẹ. Rồi thí dụ như bây giờ người ta muốn bắt rễ em đi lên Tiền Giang ở thì được không? Dạ thì bắt rễ lên ở luôn thì chắc không được. Tại vì em là em trai lớn, còn em gái. Nhưng mà em nếu mà đi đến hôn nhân thì em sẽ cố gắng sắp xếp là để hai bên gia đình cha mẹ được hai đứa con báo hiếu đầy đủ. Rồi vậy cũng tốt ha. Có cưng chiều bạn gái không? Dạ cưng chiều có, năn nỉ có. Nhưng mà năn nỉ hồi trước thì ít, năn nỉ được vài lần. Nhưng mà chắc bây giờ phải cố gắng tập năn nỉ nhiều. Đúng rồi, phải cố gắng nha. Tại em cũng nghe đẹp trai thì không bằng trai mặt. Vừa đẹp trai vừa trai mặt luôn là tốt hơn. Được rồi đó. Thế rằng nhà trai là mặt mày sáng sủa. Được. Để anh qua anh thăm đàn gái chút xíu coi nha. Giống như yêu cầu của em không? Cao hơn 1m55 đúng không? Dạ em chào anh. Chào em gái. Dạ. Mỹ Tho. Dạ đúng rồi. Quê của tôi đấy. Dạ. Em không thích điều gì ở đàn ông? Em không thích đàn ông mà kiểu như không có biết mà lo cho gia đình á. Bạn bè là hay đi chơi nhiều rồi cưới vợ về xong để đó để làm dâu á, là em không thích như vậy. Suốt ngày đi chơi bạn bè thôi ha. Dạ đúng rồi. Sau khi cưới á là cứ đi chơi rồi không nghĩ gì tới gia đình vợ con, là em không thích. Dạ. Về Cần Thơ làm dâu được không? Dạ cái đó cũng được, gần đi tới đi luôn cũng được. Cũng dạ. Được. Anh thấy cũng ổn, cô gái ở đây rất là xinh nha, dễ thương. Dâu hay không bây giờ không quan trọng, vấn đề là giống như bạn gái nói là chồng có yêu thương mình hay không, đúng không? Dạ đúng rồi. Chứ chị bắt mình nhà làm dâu rồi mình đi đâu ngoài đường không là chết rồi. Dạ dạ. Rồi bây giờ mình xin ý kiến người thân đi, hôm nay em đi với ai nè? Dạ em đi với mẹ của em ạ. Dạ chào cô. Xin chào MC Quyền Linh với MC Cát Tường. Dạ. Tôi là mẹ của Hiền. Chào cô. Cô thấy con rể tương lai của cô nè, thấy nãy giờ tính hết nói chuyện rồi này kia có được không cô? Cô thấy thì cũng được, nói chuyện cũng hoạt bát vui vẻ. Từ tỷ giờ thì Hiền nó cũng vậy, nó cũng hòa đồng lắm, mà nó cũng siêng năng, chịu khó lắm. Cô cũng muốn cho hai đứa có cơ hội, tìm cơ hội đặng hẹn hò. Dạ thì con tới đây thì hy vọng là tìm được bạn nữ cùng mình vượt qua khó khăn của giai đoạn hiện nay. Hiện nay khó khăn lắm hả? Dạ tại vì cái công việc của em hiện giờ là nó không có ổn định lắm anh. Tại vì dạy Grab thì nói chung là có thu nhập mà thu nhập không tốt. Thì ngoài dạy Grab thì cũng có đi tham gia bên đoàn lân sư gồng nữa. Bởi vì hôm nay em mới lấy hình ảnh đầu địa ở đây tham gia. Thì cái băn khoăn của em thì hiện tại là công việc. Nhưng quan trọng hướng tới tương lai kìa. Cái công việc hiện tại thì mình chấp nhận điều đó để mình mưu sinh, để mình làm cái bàn đạp để mình tiến lên phía trước nữa. Chứ không phải công việc đó là công việc cả đời, mình cũng đừng có lo. Mình cũng đừng có tự ti bất cứ điều gì, hãy lạc quan lên. Nào bản lĩnh đàn ông đâu, đúng không? Em giỏi mà, là một trẻ mà, tốt nghiệp đại học trẻ mà. Không lo điều đó, quan trọng là hai đứa có đồng lòng đồng sức, hai đứa có yêu thương với nhau hay không thôi. Yeah. Rồi em hứa với cô điều gì đi? Nếu mà hai tụi con có cơ hội đến với nhau á thì con hứa là sẽ chăm sóc Hiền như là cô với chú ở nhà đã yêu thương chăm sóc cho Hiền. Nói được thì cô cũng cảm ơn nhiều. Dạ, vậy được chưa cô? Dạ. Vậy cô để tương lai mình vậy được chưa? Cô thì cái gì cũng được nhưng mà quan trọng hai đứa nó hợp nhau rồi cô chịu à? Cô dạ. Chịu ha. Rồi cảm ơn cô. Hôm nay thì em đi với ai, bạn trai? Dạ em đi với mẹ, với dì, với bạn. Dạ. Chào hai em chị Quyền Linh và Cát Tường. Dạ, chào cô. Chào khán giả trong trường quay, tôi là mẹ của Phúc. Thấy bạn nữ bên đây cũng xinh, cũng dễ thương. Thì mong cho hai cháu được sớm hẹn hò có cơ hội để tìm hiểu nhau. Bây giờ mình đại diện đàn trai mình nói gì với đàn gái đi, coi như đây lần đầu tiên gặp mặt ha. Có đôi khi là thành thông gia đó. Dạ đúng rồi đó cô. Chào chị. Chào chị. Thì em cũng đến đây cũng tìm vợ cho Phúc. Mà nếu mà hai đứa có hợp với nhau thì sẽ tiến tới hôn nhân. Rồi nếu mà hai đứa thấy hợp thì mình tính cho tụi nó. Dạ. Rồi, nếu hợp thì mình tính cho tụi nó. Có thuận lợi bước đầu, quan trọng là hai bạn thôi. Bây giờ mình sẽ mở hàng rào ra cho hai bạn gặp nhau và trò chuyện nha. Có thể hiện gì đó, thể hiện không? Hả? Đây. Em đội cho bất ngờ. Ra gặp bạn gái rồi nó làm gì làm đi. Rồi, chuẩn bị. Kéo hàng rào. Đứng lên hát, đừng có mở ra, đứng lên hát. Vừa hát vừa quạt hát bài gì đó. Bắt nhịp cho em vô ca. Bài bắt nhịp ha. Dạ dạ. 2, 3. Muốn qua thêm một ngày mới biết thế nào là yêu. Một ngày trôi qua vơi vã nhưng trong anh rất nhiều điều. Những suy nghĩ trong anh cứ lớn lên từng phút, cứ lớn theo từng ngày khi anh được ấm áp bên em. Ủa em đi múa lân là em làm ông đĩa luôn hả? Thôi mở đi. Dạ không chị, em múa lân như đánh trống chị. À. Dạ em cảm ơn anh. Dạ. Dạ em cũng có món quà em tự làm tặng anh. Dạ tự làm. Mỗi lần mà mỗi khi mà anh xem đồng hồ thì anh nhớ đến em nha. Em có xem múa lân là em nhớ tới anh nha. Dạ. Có xem múa lân nhớ tới anh rồi ha. Rồi chúng ta trò chuyện đi hai bạn. Thì sao nói chuyện qua hàng rào nó dễ hơn hả chị? Em có gì muốn hỏi anh không? Dạ nãy anh nói anh tên gì em không nghe được. Anh tên Phan Trần Hoàng Phúc. Anh 25 tuổi. 25 tuổi à? Đúng rồi, tuổi quý dậu. Còn nãy anh có nghe em bao nhiêu tuổi không? 27 tuổi là tuổi 10 rồi. Dạ đúng rồi. Dạ anh thấy em sao? Anh thấy em dễ thương. Biết làm cái này kia rồi tự tay làm cái này thì anh thích. Dạ em cảm ơn. Nhớ là như bạn gái cũ cũng hơn 2 tuổi rồi, không chịu cưới rồi chia tay đó. Em có dự định khi nào tiến tới hôn nhân không? Vậy là có duyên mà hợp yêu nữa đó thì khoảng chừng 5 là được. Thì anh dự tính là 2 năm thôi, nhưng mà nếu mà có thể sớm hơn. Có thể sớm hơn à? Tại mẹ cũng hối rồi, mấy cô hàng xóm cũng nói tôi có cháu khoe ai hoài à. Anh đem cái đó theo anh không muốn hả? Thiếu sống đó. Dạ. Thì nếu mà có tổ chức đám cưới thì múa lân cũng được. Dạ. Rồi, để múa luôn hả? Múa lân. Dạ, độc lạ. Nếu mà mình hẹn hò thì mình hẹn ở đâu được anh? Anh sẽ lên thăm em. Còn như lâu lâu thì em muốn đi chơi Cần Thơ thì... Cần Thơ, Mỹ Tho đi có 2 tiếng à? Dạ đúng rồi. Dạ. Trung Anh cũng không ngại xa. Mình có lý do được rồi. Sau này lấy nhau về thì tiền bạc trong nhà, kinh tế ai quản lý? Anh nghĩ ai quản lý được anh? Dạ em thì em nghĩ thường là nữ sẽ quản lý. Giữ chung cũng được. Dạ. Tại vì nó quản lý nghiêm trọng á, giữ chung. Nhưng mà anh đừng có đi chơi nhiều là được. Đi chơi hết tiền không để dành được đâu. Anh cũng ít đi chơi lắm. Đi chơi cũng chán rồi. Chơi chán. Quan điểm với con cái thế nào? Chưa có con cái mà quan điểm với con cái hả? Ủa phải nói chứ. Đàn ông hay bắt phụ nữ đẻ lắm. Thí dụ thích con trai cứ bắt đẻ hoài, chừng nào ra con trai thì thôi. Dạ vì con cái thì em trai gái gì em cũng thích. Hai đứa, một trai một gái là được. Dạ. Thí dụ không ra một trai một gái thì sao? Hồi xưa tôi cũng nói vậy đó. Thì mình dự tính thì vậy thôi còn. Đằng nào cũng phải hai đứa. cho nó vui. Còn trai gái thì tùy nha anh. Rồi bây giờ hai bạn nhìn thẳng vào mắt nhau, mình nói cho đối phương biết cảm xúc hiện tại bây giờ của mình là gì. Lúc mà anh đăng ký chương trình này là khoảng 2-3 năm trước. Thì hôm nay gặp em ở đây thì cũng như là mình có duyên. Thì còn nợ hay không thì mình sắp xếp. Dạ em nghĩ là em với anh gặp là duyên dữ lắm rồi. Em lên chương trình chỉ muốn gặp người mà để mà gọi là cái duyên mà mình không biết mặt nhưng mà mình gặp á, nó cũng ý nghĩa lắm chứ không phải là đùa. Để lên đây là để đùa. Chính xác. Nên là em muốn em với anh nếu mà có bấm nút á thì mình nên nghiêm túc. Chính xác là như vậy. Các bạn biết không, ở trên hai chiếc ghế này thấy vậy thôi chứ cái giá trị về thiên liêng nó rất là cao các bạn nhé. Giá trị nhân văn cũng rất là cao. Có nhiều bạn không thích nhau, tim không đập, rung động, không bấm. Nhiều chàng trai đã không bấm các cô gái và nhiều cô gái cũng không bấm các chàng trai. Chúng ta không bấm vì bất cứ điều gì hết, mà chúng ta hãy bấm vì trái tim rung động. Không phải đến đây để ngồi chơi, nói chuyện xong rồi về, hay là bấm để xuống chơi. Mình không đùa nha các bạn nhé. Bởi vì khi mình đùa gặp nhau là xem như là nếu mà bấm sai là chúng ta mất duyên đó nha. Nên thật tình, trái tim rung động hẳn bấm. Một, hai, ba. Hết thời gian. Xin mời bạn. Rồi mời em. Ủa sao em bấm nó không ăn? Em có bấm không? Bấm nó không ăn. Em bấm mạnh lên. Quà của em. Đấy, anh nói anh trai nghe, cái gì cũng phải quyết liệt, phải mạnh mẽ lên. Một cô gái gương mặt rất là phúc hậu, hãy chăm sóc cô ấy thật kỹ nha em trai nhé. Nắm tay nhau đi hai bạn. Có nghĩa rằng trong cuộc sống thì có rất nhiều điều trăn trở, đôi khi chúng ta cũng không có làm được những gì chúng ta mơ ước, nhưng mà hãy cố gắng nỗ lực thì chắc chắn nó sẽ thành công. Con xin phép bác gái thì hiện giờ là con tạm thời chăm sóc Hiền cùng với bác gái. Nếu đi xa nữa thì con chăm sóc luôn. Rồi, gật đầu rồi đó. Nói húng. Quyết liệt lên nào, mạnh mẽ lên, mình cũng trai mà. Mẹ kia mạnh mẽ lên con kìa. Dạ, em anh không. Dạ. Em hỏi sao biết vậy thôi chứ cái đấy thì phải chờ thời gian kiểm chứng anh ạ. Thì tất nhiên rồi, cái này thì chắc chắn rồi. Hỏi em có mấy mối tình rồi? Em đã có mấy mối tình rồi ạ? Em ship thì có vài mối tình. Chào anh Quyền Linh và chào các bạn ạ. Ôi chào em, độc lạ quá. Mời bạn trai. Trời, bữa nay khán giả mình sung ghê ta. Chào em. Dạ, em chào Quyền Linh. Em chào chị Cát Tường và em chào tất cả quý vị khán giả ở đây ạ. Em là người đâu? Dạ em người Nam Định anh ạ. Ở Nam Định ngon lắm nha. Dạ ngoài phần Nam Định ra thì còn cơm tám. Cơm tám, gạo tắm, hương tắm. Rồi ở đó có đền Trần nữa. Dạ đúng rồi, đền Trần. Rồi. Dạ. Nam Định vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Dạ em vào được 8 năm rồi anh ạ. Em làm nghề gì? Em làm nhân viên kinh doanh của công ty chuyên về các đồ họa. À. Dạ. Tên gì? Em là Trần Văn Tiến, năm nay em 27 tuổi. Trần Văn Tiến. Xin lỗi, em 28 tuổi. Trời ơi, tuổi mà còn xin lỗi nữa. Rồi, tới phiên mình. Em xin giới thiệu, em tên là Hường. Em là nhân viên kinh doanh của công ty bất động sản. Em quê ở Thanh Hóa. Mình vào đây lâu chưa? Em vào đây tính bây giờ là khoảng 6 năm ạ. 6 năm. Dạ. Mình có những cái ưu điểm gì? Em có ưu điểm là biết nấu ăn, biết quan tâm chăm sóc, biết làm việc nhà. Khuyết điểm? Khuyết điểm là em lười tập thể dục. Cái này nhiều người lười lắm. Và vì sao hôm nay lại là động lực nào mình đến với chương trình? Một phần là cũng do gia đình em cũng bảo là học thì cũng gần xong rồi. Ngành đang học gì nữa? Rồi. Hiện tại thì em đang học lớp cao học MBA tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ ạ. Em ấy là do em chơi quá là nhiều bạn nam, cho nên là khi mà đi tìm hiểu các bạn nam khác thì em không muốn nữa. Biết hết tánh hư thật xấu của nam rồi phải không? Vâng, người ta nói là con trai tốt ấy, thì nhiều như ma mà nghe kể hoài chưa bao giờ gặp. Hy vọng là hôm nay em sẽ gặp được cái bạn tốt đấy. Hy vọng hôm nay bạn ấy sẽ như ma. Thớ dù nói xấu trai, tập xấu trai biết hết rồi. Rồi bên kia sao nè, mình có ưu điểm khuyết điểm gì không nè? Dạ, ưu điểm của em là tự lập, sống có trách nhiệm. và đi vui vẻ cho gia đình. Ngoài công việc của em ra thì sở thích của em thì em thích chơi game, tập thể dục. Tập 6 múi em. Vậy là được rồi. Nó dạ. Tập thể dục rủ bạn bên đây đi với bạn bên đây thì lại lười tập thể dục. Dạ chủ nhật em thường hay đi tập thể dục, đi bộ ở công viên gia đình ạ. Nhưng giờ được mấy múi rồi? Dạ em chưa có múi nào luôn. Bởi vì là công việc ngồi nhiều và ăn cũng hơi nhiều nên là tập bụng thì hơi khó. Tập phải 6 múi, ăn từ 6 múi tập thành múi nè. Dạ. Còn có những khuyết điểm gì không bạn? Dạ khuyết điểm của em là em hơi nóng tính ạ. Em thắn quá, có điều gì không nên không phải là em sẽ nói liền. Thí dụ anh giận ai thì anh giận trong vòng bao lâu? Giận khoảng 3 ngày. Em thì giận được khoảng 3 phút. Anh ơi, công việc của anh là phát triển thị trường, có phải hay đi nhiều không ạ? Dạ, cũng không phải đi nhiều ạ, chỉ ngồi văn phòng ở nhà làm hành chính. Tại vì em thì cũng hay đi, phải đi gặp khách hàng ấy, tối em đi học. Thế thì cái thời gian mà nếu có thể thì hẹn hò thì khoảng khi nào thì là hợp lý ạ? Hợp lý thì cái này mình sẽ thương thảo lại sau, mình sẽ ưu tiên cho bạn gái trước. À. Vì công việc mình cũng từ buổi tối nó cũng không có áp lực gì nhiều thì mình có thể sắp xếp được. Sau khi mà kết hôn á thì anh nghĩ là nên sống riêng hay là sống chung với gia đình bố mẹ thì sẽ tốt hơn? Anh nghĩ là nên sống riêng, nhưng mà cái chuyện chăm sóc cho ba mẹ về xế chiều thì mình phải có trách nhiệm. Em thì lại thích sống chung với ba mẹ hơn. Bởi vì là ba mẹ ở ngoài quê cho nên là anh có ý định trong này. Lên hai mình đi uống cà phê. Lên hai mình đi uống cà phê, hai người nói chuyện thoải mái đi, nói tiếp đi coi như hai này vô hình đi. Thì ba mẹ anh thì ở ngoài quê thôi. Bất chấp luôn, trời ơi, bất chấp luôn. Tiếp đi thua. Anh có hay làm việc nhà không? Có, cái chuyện đấy là chuyện bây giờ là đàn ông hiện đại mình phải biết lo cho gia đình. Cái chuyện giặt giũ, rồi nấu ăn hay là vuông vén nhà cửa thì mình cũng phải làm. Em hỏi cho biết vậy thôi chứ cái đấy thì phải chờ thời gian kiểm chứng anh ạ. Thì tất nhiên rồi, cái này thì chắc chắn rồi. Hỏi em có mấy mối tình rồi? Em đã có mấy mối tình rồi ạ? Em suýt thì có vài mối tình. Trước kia thì do em nhỏ thì ba mẹ nói là cứ học xong hết đi rồi tính. Bây giờ em học hết đại học rồi, học lên nữa, ba mẹ em bảo sao vẫn chưa có gì, thế là tại cấm ác quá nên giờ nó cứ vậy. Thế còn anh thì có mấy mối tình rồi ạ? Mình thì có 2 mối tình hồi sinh viên rồi. Sau đó thì mình chia tay được khoảng 6 năm rồi. Em muốn chừng nào cưới? Em nếu mà được thì em muốn chừng nào cưới? Cưới ạ? Em nghĩ là sau khi em kết thúc khóa học á, chắc là khoảng sang năm sau là hợp lý ạ. Em thấy được không? Em thấy nếu mà hai đứa hợp ý nhau thì em sẽ sắp xếp được cuối năm là em sẽ hỏi cưới bạn luôn. Anh có mê tín không anh? Em nghe nói là tuổi của em cưới năm nay là không có được. Ồ, anh thì cũng không có quan trọng lắm. Bởi vì mình hợp nhau thì cũng chỉ 60% thôi, còn 40% còn lại cũng phải do cái con người mình, rồi cái đức tính của mình nữa, rồi mình cải thiện thêm. Anh cao mét mấy vậy? Anh cao mét 72. Em cao dưới mét 5 có được không anh? Được, bế anh sẽ bế em lên luôn. Chị kiểm tra giúp em ơi, có ai không chị? Nãy qua thấy rồi, cao to. Thế gia đình hôm nay có ai đi theo không? Dạ. Gia đình em hôm nay có bạn thân ở cùng và em trai em. Chào em. Sao thấy cặp này ổn không em? Chiếm luôn diễn đàn rồi, mai mốt MC thất nghiệp rồi. Dạ, em thấy anh bên này thì khá là chín chắn ạ. Nhưng mà có vẻ hơi nghiêm túc một tí. Phải nghiêm túc chứ, đi hỏi vợ không, mà không nghiêm túc. Nhưng mà ý là tính có vẻ không biết có khó tính không ấy. Mà cậu thấy anh ấy có hợp với tớ không? Thì tớ nghĩ là khoảng được 60%. 60% hả? Đưa em trai đi, hỏi ý kiến em trai coi thấy anh đó, anh rể được không? Thì em cũng thấy anh cũng được. Tới luôn ha? Dạ, tới luôn cũng được. Bố mẹ em cũng giục chị em lắm rồi. Rồi. Thế hôm nay bạn trai có ai đi theo không? Em đi với bạn cùng phòng bạn thân của em ạ. Dạ, chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh ạ. Dạ, hợp hay không là tùy vào anh chị chứ còn anh Tiên là em nói anh không phải người yêu lý tưởng nhưng mà người chồng lý tưởng thì anh là người sống có trách nhiệm. Không phải người yêu lý tưởng là sao? Nói về lãng mạn thì chắc là cũng ít. Còn nếu mà về chăm lo cho gia đình thì cái khoản đó thì chắc anh ok chị. Cái này được. Nhưng mà em thấy chị và bạn gái bên này thì sao? Dạ, em thấy chị cũng dễ thương ạ. Còn hợp hay không là để hai chị gặp mặt nhau nói chuyện. Đúng rồi, gặp mặt nhau cái đã. Em chào anh. Chào em, nãy giờ em nói nghe ra thấy nói chung là cũng gọi là lanh lợi ha. Dạ. Giao tiếp tốt. Như vậy là ổn. Anh bên đây cũng vậy nhưng mà anh bên đây anh hơi trầm chút xíu. Dạ. Ổn này. Và sau một thời gian đôi trẻ tự tìm hiểu, chúng ta kéo màn lên để đôi trẻ gặp nhau. Rồi, mời bạn. Dạ. Chào em. Bó hoa chào em. Dạ, cảm ơn. Lần đầu tiên em thấy anh là người thế nào? Em nhìn anh thì chững chạc ạ, không có nhiều râu lắm ạ. Ồ, anh thì 3 ngày phải cạo một lần. Wow, vậy tốt. Anh thì sống rất thực tế. Dạ, có sao anh sẽ nói như thế vậy? Em cũng sống giống anh thôi ạ. Ví dụ anh chỉ mong là sau này mình, nếu mà mình có duyên mà nên nghĩa vợ chồng á, chỉ mong là em vui vẻ cho gia đình. Em là thuộc tuyết phụ nữ là không thích yêu mà là phụ nữ của gia đình, như bạn bè nó nhận xét em như thế. Mai mốt anh về là anh vẫn sẽ phụ giúp mọi người trong công việc gia đình đúng không ạ? Tất nhiên là cái chuyện này, nếu mà anh ở ngoài anh sẽ là người đàn ông, còn về nhà anh sẽ như một người phụ nữ. Tức là em sẽ vun vén gia đình, em sẽ phụ vợ, chăm sóc con và xây dựng nhà cửa. Rồi buổi tối anh sẽ là đàn ông hay là phụ nữ? Anh sẽ tất nhiên là sẽ là đàn ông của em rồi. Ok, quan trọng nhất là cái này đấy. Được không? Bản lĩnh đàn ông lắm. 1 like. Anh là 10 like luôn. Em vô, thích lãng mạn không? Tình yêu chút đi. Dạ, có một chút cũng được mà không có cũng không sao, tại vì thực chất em không phải là tiếng người lãng mạn lắm. Thì anh nghĩ là xong cái chương trình này là thì mình cùng cho nhau cơ hội để tiếp xúc, tìm hiểu. Nếu mà được thì mình đi xa hơn, còn không được thì mình vẫn là những người bạn tốt. Vâng, em cũng nghĩ như thế. Rồi, hết thời gian. Bây giờ bấm nút ạ. Rất đơn giản như vậy thôi. Được thì đi xa hơn, không được thì là những người bạn. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định hẹn hò hay không hẹn hò. 3, 2, 1. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng các bạn. Chúng ta có thể nắm tay với nhau để cảm nhận cái ngày đầu tiên gặp nhau như thế nào. Truyền hơi ấm cho nhau. Tay em lạnh lắm ạ. Đúng, tay mát, không phải lạnh mà tay mát. Đây, cái tay mát. Ra truyền hình không được đâu. Bây giờ em muốn tìm một nửa yêu thương như thế nào? Dạ, biết chăm sóc gia đình, chung thủy. Nhưng nghe lời em là được. Nghe lời em là được đúng không? Trời ơi, phụ nữ vậy, chứ đàn ông nghe lời là được, còn kệ, chẳng biết cái gì ra sao cả, nghe lời phụ nữ là được ha. Rồi em không thích điều vậy đàn ông? Hút thuốc với cờ bạc đó anh, với vũ phu. Có nào không? Dạ không, em không hút thuốc anh. Có cờ bạc không? Dạ không. Có vũ phu không? Không. Em thường nói với quan niệm mình đời con gái sinh ra để được cưng tiêu chiều chuộng mà. Đúng rồi, không nên đánh phụ nữ dù chỉ một cành hoa. Có gì chổi gì đó nó chơi thôi nha, không nên gọi là vũ phu phụ nữ. Được rồi đó. Còn yêu cầu gì nữa không? Đâu, bây giờ hỏi em mong muốn cái người bạn đời sau này đi tiếp tục của em là phải như thế nào, có một cái mẫu hình lý tưởng nào đặt ra chưa? Thì em chỉ mong là chung thủy thôi, tại vì chuyện của em là đổ vỡ là do chồng em ngoại tình với vũ phu á chị. Em chỉ muốn tránh cái trường hợp đó thôi. Tránh cái đó. Nhưng mà bây giờ em có mong ảnh ngoại hình là ảnh phải cao, da ảnh phải trắng rồi cái đó là càng tốt, nhưng mà nếu mà nói chuyện hợp với nhau thì có thể đến nổi đâu. Anh làm sắc không tốt, xây dựng trắng nổi. Ông mặt trời không bén da thì lửa cũng bén da ảnh, ảnh không có trắng. Nhưng mà đàn ông đen mới mạnh mẽ. Đen trắng không quan trọng, quan trọng là tâm hồn, quan trọng là tấm lòng, quan trọng là nhân cách, quan trọng là sự chăm sóc, thấy không? Mời nhà trai. Rồi, xin chào anh. Rồi, bạn tự giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên Hằng, em đến từ Đồng Tháp. Năm nay em sinh năm 87. 87 là nhiêu tuổi? Dạ 33. 33 tuổi. Kim Anh sinh năm 87, 33 tuổi. Dạ em Thí Hằng. Hằng, Thí Hằng anh. Em giới thiệu lại đi, nói lớn lên cho bên đàn trai nghe luôn nha. Dạ em Thí Hằng. Thí, Thí, Thúy. Thúy Hằng. Rồi bây giờ giới thiệu lại cho đàn trai bên đây là nghe luôn. Bắt đầu. Dạ em tên Hằng em đến từ Đồng Tháp. Em năm nay 33 tuổi. Em làm nghề gì? Dạ hiện tại em đang học spa chị. Đang học làm spa hả? Dạ. Em ở Đồng Tháp luôn? Dạ đúng. Là bây giờ mới lên đây để chơi tham gia chương trình này? Dạ. Rồi, người ta dân Đồng Tháp. Đồng Tháp. Thúy Hằng hả? Thúy Hằng. Thúy Hằng 33 tuổi, làm công việc gì? Đang học spa. Đang làm spa. Rồi mời bên đàn trai. Dạ. Thì đầu tiên xin chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và bạn nữ bên kia, và chào quý vị khán giả. Tôi tên tự giới thiệu, tôi tên Trần Nhân Điệp, năm 1976, 44 tuổi, quê quán ở Long An nhưng em sống ở Củ Chi và làm việc thì ở Trảng Bàng. Anh Điệp làm gì Điệp? Em làm bên xây dựng, các bạn làm bên kỹ thuật sắt anh. À, kỹ thuật sắt. Dạ. Gia công là lắp ráp luôn. À. Điệp sinh năm 76. 76. Dạ. Vậy bên đây hơn bên kia 9 tuổi, 8 9 tuổi gì đó. 9 tuổi. Rồi, em nói về điểm mạnh điểm yếu của mình đi Hằng. Dạ, điểm mạnh của em là em vui vẻ, hòa đồng, dễ kết bạn với mọi người. Còn điểm yếu của em là em nóng tính. Nóng tính. Dạ, với nói chung là em nhút nhát trước đám đông nữa. Vậy hả? Dạ. Nhút nhát mà lại nóng tính. Dạ. Mà Hằng nhìn xinh đẹp vậy mà sao nóng tính, nóng cỡ nào? Em nóng tới mức mà em có thể đập đồ luôn á. Vậy đó hả? Dạ. Nóng mà đập đồ luôn hả? Dạ. Trời ơi, vợ anh ta làm sắt đó, ông biết có bẻ sắt được không? Em thay đổi mấy cái điện thoại rồi đó. Coi như đập cũng mấy cái điện thoại rồi đó bên đàn trai ơi. Trời ơi, nghe thấy sao Điệp? Dạ, không anh cũng bình thường thôi. Bình thường đúng không? Dạ, dạ. Sắt em còn không sợ được chỉ đập điện thoại đúng không? Dạ. Nói chung trong cuộc sống mà có lúc dày lúc khác, đúng chứ đâu bao giờ bình thản hết được anh. Mày mốt hàng cái điện thoại bằng sắt luôn, có đập cũng sao hết. Rồi điểm mạnh điểm yếu của Điệp là gì? Dạ em thì sống tự lập và biết nấu ăn và thích ca hát. Ca hát hả? Dạ. Hát ca nhạc hay ca cổ? Nói chung là cổ nhạc đều hát được anh. Bây giờ hát cây cổ cho nó vui coi nào. Đúng rồi, hát đi, hát lên bài đi. Lên coi. Dạ, cho nên đến chương trình bài tân cổ được mang tên là Về với quê anh của tác giả Hiền Phương và Văn Chí Mỹ. À thôi giờ vậy nè, bây giờ cổ để hồi mình hát Về với quê anh đúng không? Dạ. Hồi vừa gặp cô gái là mình hát liền đi. Dạ. Bây giờ mình hát giao lưu về nhạc trước đi. Cho hát nó sung đi. Hát nhạc anh? Ừ. Nhạc thì thường em hát nhạc trữ tình hoặc nhạc quê hương. Rồi, thử là trữ tình còn đoạn thôi. Dạ, mình hát bài Sóc Trăng anh. Rồi, ok. Về đây quê hương Sóc Trăng, lý tre làng hàng dừa rậm bóng. Dù đi bốn biển năm châu, xa quê rồi mới hiểu lòng đau. Sao hát cao quá vậy? Hay quá vậy, hát hay quá. Hát nữa đi, hát nữa, hát hay quá. Tại nói thiệt anh Linh, nó thường thường là hát có nhạc không à. Có nhạc. Chưa bao giờ tông lại nha. Chưa bao giờ hát chay vậy. Bắt tông lại nha. Người dân quê tôi Sóc Trăng đã bao mùa dầm. Mưa dài nắng. Xong rồi đó, bắt đầu 2, 3. Người dân quê tôi Sóc Trăng đã bao đời dầm mưa dài nắng, đổi lấy chén cơm thơm ngon như sữa mẹ mát ngọt đời con. Sông quê tôi đó về ba ngã, cái trái ngọt cũng dòng phù sa. Đường qua trường cánh có người bạn qua, tôi về tôi hiểu ta lừa thiệt. Ngọt. Hay à nha. Rất là ngọt luôn. Ngọt mà ấm. Em nghe bài hát này em thấy sao nè? Em thấy ấm. Ấm ha. Giọng hay không? Ngon. Giọng ngon ha. Giọng ngọt mà. Ngọt. Ưu điểm là vậy là vui rồi. Thường thường hát có nhạc đó chị, nó dễ hát hơn. Được rồi. Không có nhạc hát hay hơn. Vậy là hay rồi. À em có nhạc em sẽ hát hay hơn. Còn hát nghe nè. Hát vậy là đó giờ là đi cua ghệ là bằng bài hát đúng không? Lời ca tiếng hát đúng không? Dạ cũng không có đâu chị, cái đó thì cũng không biết làm sao nữa, cái đó là mình không cũng em cũng chưa có giờ đáp án chính xác nữa. Nhưng mà tại vì mình cũng yêu thích vậy thôi. Dạ. Yêu thích thôi. Dạ. Nhưng mà có bao giờ mà em hát xong rồi là có một bạn gái là coi như là đổ gục chưa? Có chị, ví dụ như em đi hát những chiều thứ bảy cuối tuần đó, cũng đi hát giao lưu những cái tụ điểm hát với nhau này kia đó, thì cũng có bạn gái lên tặng qua rồi này kia. Tặng qua đồ. Bỏ bữa đang hát lúc mà khuya hát bà kia gục luôn. Ngủ luôn. Hát gục ngủ lòng luôn. Quá, ông mối gì tự gì mà Hàng phe ta vậy. Nói vui vậy thôi mà. Rồi mà giọng hát hay. Ừ hay à. Nói nghe nè, em có mấy mối tình rồi? Dạ hồi lớn lên thì em có gãy đổ hôn nhân đó chị, hồi đó thì mai mối thôi chứ không có quen trước. Nhưng mà em ly hôn nay 10 năm rồi. Dạ, thì, đã gãy đổ một lần rồi. Dạ, dạ. Có con chưa? Dạ, có đứa con. Mấy tuổi? Con 18 tuổi rồi. Ở với ai? Ở với mẹ đó chị. À vậy đó. Mà lấy nhau mấy năm mà đổ vỡ? 8 năm anh. Lấy nhau 8 năm? Dạ. Rồi đổ vỡ mấy năm rồi? 10 năm rồi. 10 năm nay không có mối tình nào hết. cũng có quen một mối tình đó cũng 3 năm, nhưng mà thú thật với chị, với khán giả đây thì nó đúng ra thì mới đầu là tình bạn thôi, không ngờ đi đến tình yêu. Nhưng mà tại vì em gái đó nhỏ tuổi hơn em quá nhiều, tại nhỏ hơn em tới 20 tuổi được. Trời ơi giỏi dữ trời. Thì trời ơi ông cứ dùng lời ca tiếng hát rồi đổ rộp hết chứ bộ giỡn ha. Mới chia tay nay cũng bao năm chị? Mới chia tay nay 1 năm. 1 năm nay. Rồi, vì lý do thì nó cũng bên kia thì cũng hối đến cái để kết thúc để cưới hỏi chị. Thì em thấy thì cô gái này còn quá nhỏ nên em cũng tính là để mình tìm hiểu thêm một chút ít nữa. Thì không ngờ thì hồi năm rồi thì tự nhiên em gái đó nói với em là chia tay thôi, em với anh ở đây đã hết đường ai nấy đi. Vậy thôi, vậy đó, ngắn hả? Gọn vậy thôi. Vậy. Ngắn gọn vậy hả? Dạ. Chứ em thì em cũng tính tiến tới hôn nhân. Tại vì đúng là còn quá nhỏ, mình để thời gian thử thách đó mà. Thì... Nhưng mà giờ em quên hẳn chưa? Dạ quên hẳn lâu rồi chị. Một năm rồi đúng không? Dạ em chỉ bố trí vào công việc thôi. Với hơn nữa giờ cha mẹ không còn, mình phải lo cho bản thân mình. Cha mẹ có chu cấp cho con trai hả? Dạ con trai. Trai 18 tuổi không? 18 tuổi anh. Giờ làm gì rồi? Nó làm ở thợ bạc. Làm thợ bạc? Dạ. Nó cũng được rồi. Dạ. Thợ bạc mai mốt lên thợ vàng cũng nhanh lắm. Vàng cũng đang lên nay 5-6 triệu rồi. Thôi khổ ghê, xuống chứ lên đâu. Sáng 51 giờ lên 56 rồi. Ôi thiệt không? Thiệt. Thiệt luôn hả? Rồi thiệt. Vậy là mừng đó, chúc mừng bạn. Tối nó lên tới 60 giờ. Dạ, vàng kiểu này bữa sao có vợ nổi lên 2-3 bữa. Rồi nói nghe nè, cái điểm mạnh với điểm yếu của em là cái gì? Em á thì em vậy đó chị, giờ sống tự lập thì nay cũng cha mẹ mất nay cũng 10 năm rồi, mất năm em ly, vợ chồng em ly hôn luôn đó chị. Cũng tính tình thì em cũng vui vẻ, hòa đồng, dễ gần gũi. Em cũng biết nấu ăn rồi biết tự chăm sóc bản thân. Vậy thôi. Vậy hả? Nãy giờ em có nghe bạn này chia sẻ cái điểm mạnh điểm yếu rồi gì? Dạ. Thì chỉ có một cái tật duy nhất là hơi nóng tính. Dạ cái đó thì không sao chị. Em khắc được cái đó không? Dạ được. Đủ bản lĩnh để mà kềm được cái đó không? Dạ được. Được không? Dạ. Nhà gái đường tình duyên sao kể cho nhà trai nghe coi. Thì thủng thẳng từ từ để ta. Tôi muốn nghe đường tình duyên nhà gái quá à. Sao cưng? Đường tình duyên của mình. Dạ sao em cũng một đời chồng, em ly hôn 6 năm nay. Ôi vậy em hả? Có con trai gần 8 tuổi. Nó ở với em hả? Dạ ở với em. À vậy đó hả? Trai cũng 18 tuổi luôn hả em? 8 tuổi anh. À 8 tuổi hả? Dạ. Ly hôn là 6 năm rồi. Thì 2 tuổi là đã ly hôn rồi hả? Dạ đúng rồi. Là em nuôi đó giờ luôn? Rồi. Em nuôi em nhưng mà ở với bà ngoại do công việc của em phải đi xa chị. Nên nhưng ở... mà cha có chu cấp tiền? Dạ không. Không luôn? Dạ, tự một mình em. Một mình em là nuôi con từ đó giờ? Dạ đúng rồi. Đó ông muốn hỏi gì ông hỏi đi. Nhà gái. Dạ em chào anh. Gái Đồng Tháp mà, trời ơi, bén lắm, có giỡn. Bén dữ ta. Bén lắm. Gái nhà Mân hả? Dạ không, em ở Tân Hồng á anh, Hồng Ngự á. Tân Hồng hả? Dạ dạ. Chứ Đồng Tháp mà nổi tiếng là gái nhà Mân đẹp lắm ha. Em cũng rất là xinh, anh cũng rất là bất ngờ đó. Một đứa con 8 tuổi rồi ở với em. Dạ. Rồi công việc em là? Hiện tại em đi học spa anh. Học spa. Trước đây thì em có làm trong casino. Trời ơi, có làm casino nữa. Dạ. Thôi chuyện nó giấu đi. Nó truyền hình không được đâu. Bây giờ em muốn tìm một nửa yêu thương như thế nào? Dạ, biết chăm sóc gia đình, chung thủy, với nghe lời em là được. Nghe lời em là được đúng không? Trời ơi, phụ nữ vậy, chứ đàn ông nghe lời là được, còn cái chẳng biết cái gì ra sao cả. Nghe lời phụ nữ là được. Ha. Rồi em không thích điều gì đàn ông? Hút thuốc với cờ bạc đó anh. Với vũ phu. Có nào không? Dạ không, em không hút thuốc anh. Có cờ bạc không? Dạ không. Có vũ phu không? Không. Em thường nói với quan niệm mình đời người con gái sinh ra là để được tương tiêu chiều chuộng mà. Đúng rồi. Dạ. Không nên đánh phụ nữ dù chỉ một cành hoa. Dạ. Có gì chổi gì đó. Thế đó chơi thôi nha. Không nên gọi là vũ phu phụ nữ. Được rồi đó. Dạ. Còn yêu cầu gì nữa không? Đâu bây giờ hỏi em mong muốn cái người bạn đời sau này đi tiếp tục của em là phải như thế nào? Có một cái mẫu hình lý tưởng nào đặt ra chưa? Thì em chỉ mong là chung thủy thôi. Tại vì chuyện của em là đổ vỡ là do chồng em ngoại tình với vũ phu á chị. Em chỉ muốn tránh cái trường hợp đó thôi. Tránh cái đó. Nhưng mà bây giờ em có mong ảnh ngoại hình là ảnh phải cao, da ảnh phải trắng rồi... Cái đó là càng tốt, nhưng mà nếu mà nói chuyện hợp với nhau thì có thể đến. Chẳng nổi đâu. Anh làm sắc bốt hay giận trắng nổi. Ông mặt trời không bén da ảnh thì lửa cũng bén da ảnh, ảnh không có trắng. Nhưng nói mà đàn ông đen mới mạnh mẽ. Đen trắng không quan trọng, quan trọng là tâm hồn, quan trọng là tấm lòng, quan trọng là nhân cách, quan trọng là sự chăm sóc, thấy không? Dạ. Ha? Mẫu hình cỡ anh Quyền Linh là được. Anh Quyền Linh à, Việt Nam có một à, chứ đâu ra. Dễ thương hơn. Dạ, dễ thương. Nhưng mà anh phải chăm sóc nhan sắc chút xíu ha. Dạ. Bởi đừng có lo làm sắc quá rồi cái bụi sắc nó cũng dướng đầy hết trơn. Giờ vô spa chăm sóc cho nó được chút xíu ha. Dạ, đúng rồi. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi cho hai bên gặp mặt nha. Chứ bên bạn trắng, bên phấn bạn đen phấn trắng. Rồi, em đi với ai em gái? Em đi với bạn thân em. Bạn thân ha? Dạ. Rồi, chào bạn thân. Bạn thân gần khai qua nở nhụy chưa? Dạ, tháng 12. Rồi, chúc mừng nha. Chúc mẹ tròn con vuông ha. Bây giờ bạn thân thấy sao? Bạn mà thân lắm rồi mới đi đó. Đúng rồi. Coi như nặng nề vậy mà vẫn đến với bạn. Em cũng thương Hằng lắm, cho nên cũng vác cái bụng bầu đi, chứ em vẫn còn đang nghén lắm. Thôi em cũng không làm mất thời gian của anh chị cũng như là các anh chị ở trong khán phòng hôm nay ha. Thì theo như Hằng nói là Hằng đập bể điện thoại vì nóng tính. Thì giống như là hơi nặng á. Chứ thật ra là cái chuyện đó nó làm cho bạn đó cảm thấy là quá bức xúc rồi. Giống như là chồng mình đi ngoại tình rồi về đánh đập mình, thì mình phải có những cái phản ứng như vậy. Chứ thật ra thì đối với em mà chơi với Hằng rất là lâu rồi, cho nên em nhận xét Hằng là một người là rất là thẳng thắn. Bạn ấy rất là trung thực, không có giấu giếm gì hết, có sao nói vậy, không có giận hờn ai lâu hết. Nếu như mà ai mà có làm giận lắm á, thì cũng cao lắm là tự làm tổn hại bản thân mình, giống như làm hại cái điện thoại thôi, chứ cũng chưa bao giờ là làm hại đến bất cứ ai hết. Cho nên là em thấy bạn đã rất là thiệt thòi trong vấn đề là hôn nhân, gia đình, tình cảm. Từ lúc mà em quen bạn tới giờ thì em thấy toàn là những cái chuyện tình cảm đau buồn không à. Cho nên em cũng hy vọng là cũng lần này mình cũng xách hai mẹ con mình đi để ủng hộ. Vì cơ hội hầu như cũng chỉ có một lần, phải biết nắm bắt cơ hội. Anh trai bên này thì em thấy ảnh rất là chững chạc. Dù sao thì một người đàn ông đã đổ vỡ thì họ cũng đã trải qua một cái trải nghiệm. Và em chắc chắn rằng nếu như mà anh mà bấm nút và hai bạn tìm hiểu với nhau á, thì anh sẽ tìm hiểu được những cái hay từ cô gái Đồng Tháp. Đẹp như hoa Đồng Tháp, không hôi tanh mùi bùn. Trời ơi. Vâng em nha. Rồi, Điệp đi với ai Điệp? Dạ đi hai anh ruột với cháu. Anh ruột ha? Dạ. Rồi. Dạ. Lời nói đầu tiên xin kính chào chị Hồng Vân, dạ, anh Quyền Linh và tất cả quý bà con ở trong phiên trường này. Chào nhà. Xin trai. Chào em. Dạ, dạ, xin phép ạ. Tôi là anh rể. Anh rể của Điệp. Đây là anh ruột, nhưng mà anh ruột ngại không dám nói. Ruột do đó là trai vô mới nói đúng không? Dạ, đi bốn anh em, đi này cháu này em, đây cũng em nữa. Nhưng mà còn trước hết thì tôi cũng xin nói là về cái bên nhà trai, bên em của tôi, em vợ. Thì ông Điệp đúng ra tội nghiệp, hồi cũng báo với đây tất cả bà con mình đó là cha mẹ mất sớm. Mất nay khoảng 10 năm rồi. Thì một mình, tất nhiên có anh em nhưng mà cũng gồng gánh phần nào thôi. Nhưng mà do cái tự lực gánh sinh, ông Điệp nó cũng làm tội nghiệp lắm rồi. Thời gian có vợ rồi, thời gian nay cũng thôi nhau 10 năm rồi. Một mình vậy này đi làm lên Củ Chi, lên thành phố cũng đi làm. Rồi cũng về, lâu lâu cũng về đám dỗ ông già bà già thì đều có về hết. Thì thấy cũng tội. Anh em mà không gồng gánh nhau để đi làm mà tự giải bản chất tánh nó là nó phải đi làm tự lực cánh sinh, chứ không có để mà lệ thuộc anh em. Do đó mà cũng trong cái ngày hôm nay thì có em gái rất là dễ thương. Xin cũng là thấy là tính chân tình. Tuy rằng cũng có hoàn cảnh y như em tôi cũng hoàn cảnh như vậy, thì tôi thấy là cũng mong em Điệp là hai người mà tìm hiểu nhau thêm rồi sẽ Theo tôi là tôi thống nhất. Thống nhất là ý kiến là bấm tốt. Cũng có nút đầu bấm. Nút rung banh nãy giờ. Tới hai đứa là tới hôn nhân để sau này mình lo, lớn tuổi rồi lo còn cái hoàn cảnh gia đình, lo cho gia đình, cho hạnh phúc cho con cháu nữa. Điệp ở nhà tên gì anh? Dạ cũng Điệp luôn anh. Điệp luôn hả? Dạ. À, chứ không có nghệ danh gì, nó là Điệp danh thứ mấy? Điệp là thứ mấy anh? Kêu Út. Út hả? 13 người con là nó Út thứ 13 lần. Út hả? Dạ, Út 13. Út cuối hả? Dạ. Coi như là chót luôn á. Giàu Út ăn nghèo Út hốt á hả? Dạ. Vậy là gọi Út hốt đi. Dạ, cha mẹ bệnh hết rồi, chết hết rồi, còn nó cũng khổ luôn. Rồi. Nghèo Út ăn, giàu Út hốt. Hay đặt Út hốt luôn được không? Được anh. Được không? Ở nhà có ai kêu Út hốt không? Không. Không hả? Dạ. Vậy mà mấy nhỏ kia kêu Út hốt. Đúng thiệt. Rồi bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. À, gặp cái là hát chạy luôn liền nha. Lên liền gì về về quê anh hả? Về với quê anh. Về với quê anh nha. Không có nói gì hết. Lên câu giọng cổ liền, tặng hoa luôn. Từ từ hát em. Không, hát luôn nó mới gây cảm tình nha. Vô khổ liền nha, về với quanh luôn. Bắt đầu. Em cảm ơn à. Em cảm ơn. Đứng đó. Thôi em gửi anh món quà. Cảm ơn. Dạ. Đứng chưa đứng đó hốt hốt. Sao hát rồi anh? Ừ hát luôn. Anh có bài hát gì gửi tặng em với khán giả? Dạ. Hỏi giới thiệu lên giọng cổ luôn nào. Bằng lòng đi em về với quen có ruộng lúa đồng xanh cánh cò bãi la. Em hàng cây giận buồn mái lá bên chiếc cầu tre xinh xinh nhỏ bé lắc léo đông đưa mà nguyện chặt với quan đo. Bằng lòng đi em anh đón qua cầu. Anh sẽ đưa em đi dạo bằng xuồng ba lá. Nếu em bằng lòng anh sẽ thưa má thưa ba. Xóm dưới làng trên mọi người đều hiếu khách. Em sẽ thấy được tấm chân tình mộc mạc của anh. Bằng lòng đi em anh chinh đón em về. Bằng cả lòng anh với tình quê tha thiết. Dạ xin hết. Rồi mở hộp đi, mở hộp quà đi. Em có món quà nhỏ tặng anh, đó là một dây thắt lưng. Rồi, cảm ơn. Dạ. Rồi, cảm ơn anh. Dạ. Cảm ơn. Rồi em gái đáp lại bài hát nào đó tình cảm thôi. Em không biết ca anh. Cái nhược điểm em là ca dở nữa. Nấu ăn cũng dở, cái gì cũng dở hết trơn anh nha. Rồi anh lo cho. Ủa tặng gì không biết gì à? Em tặng thắt lưng đó chị. À tại sao em lại tặng anh thắt lưng? À, em muốn kết chặt tình thân. Kết tình thân đúng không? Dạ. Lúc nào em cũng ở cái thắt lưng của ảnh hả? Dạ đúng rồi. Đúng không? Tình của em đó đúng không? Đúng rồi. Trời đất ơi ý nghĩa kỳ hả? Lúc nào ta phải trói buộc tình yêu thì tự nhiên lúc nào em cũng ở thắt lưng của ảnh. Ủa có sao đâu, mắc cười quá à. Cái chuyện vợ chồng mà ngộ quá. Sai sai sao? Chấp nhận làm cái thắt lưng của chồng cũng được mà. Mắc cười quá à. Đúng rồi hả chị? Đúng không? Quan điểm của chị là vậy đó. Thôi tôi không thích quan điểm. Tại vì anh Linh anh không có xài thắt lưng. Em hiểu không? Đơn giản là vậy thôi. Tại tôi có thắt nó cũng tuột xuống. Rồi hai đứa về chỗ xong rồi nói chuyện đi cưng. Đó. Rồi bây giờ mình trò chuyện với nhau đi. Cảm nhận về nhau đi các bạn. Em nói trước đi anh. Em cũng run nữa, anh nói trước đi. Nói chung mình gặp trong đây cũng là một cái duyên. Dạ. Nói thiệt với anh, với em thì anh xuống đây làm chương trình là bị sự cố là xém chết rồi, chứ không phải mà có ngày hôm nay có mặt ở đây thì dạ. Thì cái chị Hồng Vân với anh Quyền Linh đó là sao bị té xe hả chị? Em á hả? Dạ, xuống bữa xuống làm chương trình từng rồi đó. Trời ơi xe xíu chút xíu nữa là em lọt vô lòng xe luôn mà. Trời đất ơi. Bởi vậy ngày hôm nay được nói ngồi trên đây thì cũng nói là được gặp em gái ở đây với những người thân, hai bên cũng làm một cái số. Chắc có lẽ anh cũng mắc nào em chưa trả hết. Chứ tính là em chết rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Thì biết đó, hai cái đầu gối này nè, đi làm chương trình của mặt đồi nè mà vô mấy đứa em này nó dòm mà đâu dám hỏi, tại vì thay vì quần riêng nó lủng lỗ là phong cách, còn này quần giải lủng lỗ nó mới dòm. Tại thấy lạ lại mới cắt ra luôn đó đúng không? Dạ, rách ra luôn á chị. Đây bên đây. Trời nhưng mà vô em cũng không nói gì, em cũng không nói gia đình luôn đó. Tới ngày hôm nay luôn để gặp như đây thì nó nói cũng là cái duyên. Thì thôi nếu coi như bỏ chuyện xui xẻo, hôm nay mình có được cô gái xinh đẹp rồi. Mà ông nói hay lắm nghe Linh, ông nói hay lắm. Cái là cái số của ông á, ông còn chưa trả nợ được cô này cho nên là bữa nay ông ngồi đây đó. Đó. Thì cũng là cái duyên, thì nếu chúng ta cảm nhận về nhau thì em cho anh cơ hội để mình hiểu nhau nhiều hơn, tìm hiểu trong tình bạn rồi đến tình yêu. Nếu thật sự mình làm nỗi của nhau thì cùng nhau đi sẽ hạnh phúc. Em thấy sao? Em phải trình bày em làm thế nào để cô ấy tin rằng em sẽ lo lắng cô ấy để biến cái duyên thành cái nợ chứ. Thì cuộc sống của anh thì nãy cũng có trình bày đó, anh đậu dạy nó hôn nhân nhưng mà cha mẹ thì đã qua đời hết. Em sống tự lập, cũng như là bây giờ hai đứa thương nhau thì sống ở đâu cũng được, xây dựng mái ấm gia đình ở đâu cũng được. Nó gọi họ là không còn ràng buộc với gia đình bên anh. Ví dụ là em muốn sống ở Đồng Tháp, muốn sống Long An thì anh cũng có nhà, có đất. Nhưng mà dự kiến của anh đó, thì anh tính nếu mà có gia đình đó, thì nếu vợ anh cùng suy nghĩ với anh thì anh tính mở một cái doanh trại, gọi là một cái trại để anh làm bên gỗ. Tại lúc trước hồi xưa ba mẹ còn sống thì anh làm kinh doanh bên gỗ. Hiện tại anh làm bên sắt hả? Bây giờ anh mới làm công nhân sắt mới đây 2 năm thôi. Cái công việc cụ thể anh là gì? Bây giờ thì anh làm bên sắt, kỹ thuật sắt. Tức là hàng ghế, bàn ghế không, hay sao? Làm bên kiến trúc, bên xây dựng, làm chung cư là với nhà xưởng, nhà cao tầng. Dạ. Em có một đứa con em nuôi gì đó, anh có ngại không? Không em, đó là anh nghĩ đó là xã hội này nó cũng trường hợp cũng rất là nhiều. Dạ. Theo bản thân anh cũng vậy, tại vì anh có tấm lòng nhân ái lắm, anh từng thương giúp đỡ người già, người neo đơn mà. Ví dụ như con anh cũng là con em, nó cũng sống hòa đồng, yêu cầu hòa đồng của cuộc sống là được rồi. Dạ. Không phân biệt là con anh hay là con em. Dạ. Yêu cầu con nấu ăn là được rồi. Thì em không biết nấu ăn luôn. Anh thì biết. Anh biết gì anh nấu nha. Cái đó thì được. Sống chung với bạn, nhiều khi đi làm đó, sống tập thể đó, anh cũng nấu. Ai đâu có ai biết đâu, tự tò mò nó nói Điệp biết nấu ăn gì đó, biết từ từ em nấu không. Em chọc anh cho vui thôi chứ em tập nấu được nếu mà đến với nhau. Rồi bây giờ mình tính chuyện hẹn hò đi. Đồng Tháp với Củ Chi đó, hẹn sao? Rồi ví dụ như mình chấp nhận hẹn hò nhau thì có thể như... Hiện tại là anh sống Long An hả? Anh sống ở Củ Chi, quê ở Long An, cha mẹ ở Long An. Mấy anh thì ở Long An, anh làm việc ở Củ Chi. Rồi nếu mà trường hợp mà bấm nút hẹn hò rồi anh hẹn em sao? Thì anh có chiều thứ Bảy, chiều tới Chủ Nhật đó em. Hơi xa nha, đi một ngày về là anh không ở lời chơi luôn á. Đồng Tháp anh biết nhiều. Không, em ở tận nguồn ở Đồng Tháp là chứ nó không phải là em gần biên giới luôn á. Em ở huyện nào? Tân Hồng. Tân Hồng anh biết. Tân Hồng, Hồng Ngự đó. Dạ đúng rồi, gần biên giới Campuchia luôn anh. Đi Hưng gì quên rồi. Tân Hưng hả? Khánh Hưng, Tân Hưng không phải. Cái gì Hưng quên rồi. Tân Hưng đúng rồi. Là em đi xuống Long An ha. Em quẹo cái đường N2 đó. Em đi thẳng xuống dưới luôn, đi tới gần biên giới luôn là Tân Hồng, Tân Hưng đó. Dạ đúng rồi. Giáp biên giới. Bây giờ có đường N2 mình đi tắt đó, chứ không đi đường kia nữa. Đi cầu 79 đó. Dạ đúng rồi. Tại giờ anh cũng có bạn. Nhưng mà em cũng thấy hơi xa nha. Bây giờ vậy nè, bạn này bạn đang học spa nè. Thì học để chắc chắn là em muốn mở tiệm hay muốn đi làm cho người ta? Em mở tiệm chị. Em mở tiệm đúng không? Ước mơ em là em mở tiệm. Ví dụ mình mở tiệm ở Củ Chi được không? Dạ được, bình thường đâu chị. Được chị. Thì bây giờ em nói đi, em nói cho bạn biết. Thí dụ như mặt bằng Củ Chi không? Muốn mặt bằng Củ Chi thì mình mướn mặt bằng Củ Chi mình làm cũng được. Củ Chi ngon à, trời. Thiệt, mặt bằng. Bây giờ nè, thí dụ giờ á, bây giờ em gái ở Đồng Tháp lên đây, nếu mà hai đứa có duyên với nhau, có nợ với nhau, lên đây thì ở đâu? Lên đây thì ở Củ Chi, tại vì em làm là ở Củ Chi, còn Long An thì lâu lâu mới về lần có đám tiệc rồi cha mẹ mới về. Nhưng mà Củ Chi có nhà không? Có nhà em thuê. Em thuê chứ không phải nhà em ở Long An. Long An nhà ở với ai, nhà đó của ai? Nhà em là em lúc ba mẹ còn sống thì ở chung đó, giờ ba mẹ chết rồi em cho người ta thuê. À, nhà đó là của em luôn, còn mình em thôi. À, là ba mẹ cho em nhà đó rồi. Dạ. Nhà đó ngay mặt tiền không? Cũng ngay mặt tiền anh, mặt tiền mà đường cũng gọi là đường lộ nông thôn chứ không phải là đường lộ được rồi, đường lộ là mở được rồi. Nó nằm hai mặt tiền luôn. Trời ngon vậy. Nằm ngay góc bên lề luôn. Ngang mấy? Nó 60 mét vuông anh, nó 60 mét vuông hả? 60 4 mặt này nè. Uống tròn vo vậy đó hả? Vuông, nó vuông á chứ. À, nó vuông 4 mặt tiền 3 mặt tiền hả? Dạ, 2 mặt tiền lộ. Ồ, vậy là mở spa rồi. Vậy spa ở Long An là hợp lý hơn nữa. Cũng như nằm ngay cột chỏ vậy, nằm ngay gốc. Rồi 2 mặt tiền lộ luôn. Ừ, vậy cũng được. Đó, đó, tương lai là như vậy ha. Dạ. Còn chuyện em cảm nhận thế nào? Đó là cái tương lai. Dạ. Có thể là mẹ con lên ở đó được không? Được, được. Cái đó làm dự tính thay về rồi. Anh tính em tính mở là cái trại gỗ, cái xưởng gỗ, nhưng mà thay giờ để mở cái spa cho. Để mở spa cho vợ ha. Đúng rồi. Ừ, có chuẩn bị tiền cưới vợ chưa? Dạ cũng có anh. Có không? Dạ. Thay vì mình làm sắc cái Củ Chi này kia thôi, mình về Long An mình tập trung chỗ luôn, có mặt bằng luôn được không? Được anh, thì cái đó là do bên vợ em, giờ muốn kinh doanh ở đâu, mình thấy địa hình ở đâu làm ăn được thì mình cứ kinh doanh. Mà có chuẩn bị vốn cho vợ làm ăn không? Dạ, cũng có chút đỉnh nhưng mà... Có hết, tức là người đàn ông đã chuẩn bị hết rồi. Dạ. Đó, nói sơ sơ vậy hai người nói tiếp đi. Rồi, bạn nữ muốn hỏi gì nữa không nè? Em nghe nói là do cha mẹ em mất hả anh? À, cha mẹ anh mất nay cũng 10 năm rồi. Tại vì hai ông bà mất cách nhau chưa đầy 1 tháng. Dạ. Bà mất, má mất 28 tháng 6, bà mất 24 tháng 7. Dạ. Năm 2008. Cách nhau có hai mấy ngày mà hai cái tang. Em cảm nhận về ảnh như thế nào? Ảnh thì hiền, chân thật đó anh. Dạ. Nếu bây giờ hai người tính đi, thí dụ tiến xa hơn nữa về ai quản lý kinh tế, rồi có sinh con nữa không, rồi đẻ con trai hay con gái, hỏi anh đi. Khi nếu mà em với anh tiến tới rồi, anh dự định tương lai như thế nào? Giống như là anh muốn sinh con thêm hay không, hoặc là rồi em hiểu, anh hiểu với em, nhưng mà ý anh nói là giờ nếu mà mình chấp nhận thương nhau á thì giờ em cũng có cái độ vợ, anh cũng độ vợ, trước mắt giờ mình lo làm kinh tế trước đi. Tại vì em cũng có con đúng không, anh cũng có con, thì cái chuyện thì phải làm có một đứa con chung rồi, với anh thì em phải có một đứa con, nhưng mà ý nói là vậy, mình lắng động lại một thời gian lo kinh tế trước đi rồi. Dạ. Đến đó là hãy thấy lo con kinh tế và hưởng thụ. Hưởng thụ chứ đúng không, em cũng cực quá rồi, bạn nữ này cũng cực quá rồi, cho nên yêu nhau mình phải đi tận hưởng đã, rồi xong rồi mình tính tới cái chuyện con cái nó cũng không muộn gì vậy. Dài 3 năm rồi hai đứa làm kinh tế ổn định rồi, xong rồi như anh Quyền Linh anh hỏi đó là kinh tế ai giữ anh? Tiền bạc. Thì cái đó thì chắc là giao cho vợ rồi, tại vì anh nói chung là đàn ông mà đâu có giữ tiền, giữ là giữ, ví dụ như tiền đi đứng này kia, cà phê cà pháo, giao tiếp bạn bè vậy thôi. Dạ. Rồi gọi là tiền phòng thân. Dạ. Anh Linh là một ngày được phát 200.000 á. Anh Linh hả chị? Anh Quyền Linh. Ngày không tới đâu. Phụ quỷ căng lắm. Anh nói thật nha, nếu mà cái nghề của Điệp ở đây đó cũng dễ phát triển kinh tế lắm. Cái nghề sắc hiện nay đang phát triển. Các bạn có nghĩ là chúng ta nhận chỉ cần một công trình thôi. Nếu nhận đúng công trình lớn đó thì cái tiền nó cũng cao lắm. Thậm chí có người nhận một cái công trình về vài tỷ là chuyện bình thường về sắt. Người ta làm không biết là em làm có nhận công trình lớn hay không thôi. Nhưng theo anh đó, những cái thợ làm sắt mà kỹ thuật sắt á hiện nay rất là được trọng dụng luôn. Ha? Đó là cái hướng kinh tế thôi. Chồng làm sắt, vợ làm spa. Cô thấy nó cũng sai ngược sao nhỉ? Cũng hỗ trợ cho nhau được ha. Nhưng mà có thể vợ sẽ hỗ trợ spa cho chồng, cho trẻ đẹp hơn chút xíu. Nhìn em cũng đâu đến mức mà tới 40 mấy tuổi đâu. Dạ cảm ơn anh Linh. Nhìn cũng trẻ mà. Cô này cũng quá trẻ, cũng còn xinh đẹp. Đây là vấn đề còn lại là cô ấy có rung động hay không. Em nói một câu nào đó hứa với cổ, nếu mà em đến với anh sẽ làm gì, anh sẽ thực hiện điều gì, anh sẽ lo cho con em thế nào. Con em là con của anh ha, anh là con của em. Không, lộn. Em quên rồi, con em là coi như cũng con của anh ha. Nói sao cho cổ tin tưởng mình để cô bấm nút, đơn giản vậy thôi ha. Quan trọng là cô ấy đó. Bắt đầu đi. Thôi thì cũng lời nói chân tình anh cũng nói với em, nếu em cảm nhận gì về anh đó thì anh cũng xin hứa trước danh dự và tấm lòng của anh sẽ nguyện làm hết sức mình để đem lại niềm vui cho em và con. Dạ. Rồi, hết thời gian. Anh đã nói rút ruột vậy rồi đó. Chúng ta cũng đã hiểu câu chuyện, đặc biệt là em gái, em cũng đã hiểu câu chuyện ha. Dạ. Vấn đề còn lại, nếu như em thấy cảm giác rằng Đây là người có thể cùng mình bước đi suốt cuộc đời còn lại. Nếu như một chút nào đó rung động và cảm tình với anh ấy, hãy cho anh ấy cơ hội. Anh thấy rằng anh ấy là một người rất là chân thành. Để tay vào nút bấm đi. Vậy hơi đen chút xíu thôi. Đây, đây. Chuyển cái tay qua đây. Hồi xưa anh cũng đen như ảnh gì đó. Quan trọng spa vô nó trắng thôi. Đè lúc đó nó do anh lên. Hả? Đè dâu rũi nó không ăn sao lên. Ừ. Không sao, bây giờ về chăm sóc da là mấy tháng sau nó da nó trắng thôi. Không sao cả. Chứ anh Linh anh cũng đâu hơi trắng hơn em nhiều đâu mà em lo Điệp. Không có sao chứ. Hồi xưa anh đen còn hơn ảnh nữa luôn. Nhưng mà anh nghỉ dưỡng 3 tháng là mặt anh nó đen hơn chút kia đó. Thôi, cố gắng lên nha. Nào, 1, 2, 3. Hết thời gian. Em gái không bóng. Ôi, thật sự á, anh cũng biết điều đó sẽ xảy ra. Bởi vì khoảng cách giữa hai người nó cũng còn một điều gì đó, nó chưa gắn kết. Có thể hai người trở thành những người bạn với nhau, chứ tiếp tục liên lạc với nhau, tiếp tục trao đổi với nhau đi. Thật sự là anh rất là quý chàng trai này nha. Anh cũng quý em gái. Khoảng cách đó nếu như các bạn làm tốt thì nó sẽ thu hẹp lại. Em gái nói lên quan điểm của mình đi, tại sao em không bấm? Dạ do em chưa rung động chứ. Chưa rung động. Đấy. Hy vọng rằng cảm xúc lúc đầu của em rất quan trọng. Nếu mà em cảm thấy rung động là có thể em bấm. Nhưng mà em thấy người ta nói là đẹp trai không bằng trai mặt. Anh ngày xưa cũng quan điểm như thế. Nếu mà mình không ấy, mình cố gắng mình trồng cây si á, đổ bê tông, trồng cây si hàng sắt vô đó. Xuống tới Tân Hồng đi cưng ha. Rồi ngày nào đó có thể rung động, có thể thay đổi một suy nghĩ người khác. Quan trọng là do cách của mình thôi. Ha? Anh tin điều đó. Bây giờ chúng ta có thể trở thành những người bạn với nhau. Dạ được. Anh hiền lắm nha. Anh cho em nắm tay. Dạ. Anh rất là hiền luôn. Thôi như thế chúng ta đã có duyên nhưng có nợ với nhau. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình, một nửa mảnh ghép của mình. Hãy trở thành những người bạn thật tốt để có thể hỗ trợ nhau trong tất cả mọi công việc. Dạ. Thôi mình cũng lớn rồi, mình sử dụng này cho tóc mắc he. Viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc. Rồi đây là hai cái voucher, mỗi cái voucher các bạn sẽ được giảm 50% khi mua tất cả những vật dụng này cho gia đình. Nam hả? Anh đàn ông á hả? Ủa? Còn đây là một cái món quà của Duhan LED, tự hào đèn LED Việt. Cái gì vậy? Con nói cái gì? Rồi, còn đây là món quà của bạn, là của bộ son môi 5 màu của thép Vina QA, thép Nhật Bản tặng cho bạn. Em cảm ơn chị. Đây là đảnh thành nước khoáng kềm thiên nhiên gửi tặng các bạn nha. Còn gì nữa không? Thôi, thì thực ra bây giờ là mỗi bạn sẽ, đúng không Linh, nhiều nút bấm sẽ bấm cho hai bạn ở ngoài đời lắm. Cho nên là đầu tiên là chúc các bạn sẽ tìm được một nửa của mình. Và điều thứ nhì là chúc các bạn sẽ trở thành những người bạn của nhau, những người bạn tốt của nhau ở ngoài cuộc sống. Ha. Hãy cứ đến Tân Hồng chơi. Hãy cứ xem cô ấy là một người bạn, một người em gái. Ha. Cái gì nó đến nó sẽ đến, biết đâu. Hai đường thẳng song song cũng có thể gặp nhau một điểm vô cực nào đó mà. Có cái điểm cuối cùng là bằng ngoại hình, thì ngoại hình em thuộc dạng xấu nhất họ. Đâu có xấu đâu ngoại hình. Em thấy tự ti với bản thân em là cái ngoại hình. Thành ra em không tự tin lắm với khi tiếp xúc với lực khác giới. Đó mình không tự tin nữa hả? Đúng rồi, không tự tin. Bạn đâu có gì đâu, đẹp trai mà. Anh là người đầu tiên khen em đẹp trai. Không, thật sự mà. Đẹp trai quá thì không đẹp trai quá, nhưng mà đại khái là rất là ưa nhìn. Vậy em là Hà năm nay bao nhiêu tuổi, quê ở đâu nè? Em năm nay 29 tuổi, em quê ở Thanh Hóa. Rồi, mình đợi bạn trai của mình nha. Mời bạn trai. Rồi, chào bạn. Chào con cả các trường quay, em chị gái Cát Tường ạ. Chào bạn. Dạ. Bên kia là Hà, quê ở Thanh Hóa. Dạ em tên là Doãn Tân, em ở Nghệ An ạ. Năm nay bao nhiêu tuổi? 32 tuổi. Em đang làm kỹ thuật cho một công ty chuyên quản lý của tòa nhà. Kỹ thuật là cụ thể là gì bạn? Bảo trì hệ thống máy móc, đèn, lạnh, nước. Từ Nghệ An và thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? 8 năm rồi. Bạn ở với ai trong thành phố Hồ Chí Minh? Dạ em ở một mình ạ. Còn bạn gái mình vào đây lâu chưa? Dạ em vào Sài Gòn được 10 năm rồi ạ. Mình ở với ai? Hiện tại em ở con mình ạ. Mình nói rõ hơn một chút xíu về công việc của mình. Tại em là kỹ sư trang thiết bị y tế trong một bệnh viện ở Bình Dương. Cụ thể là mình làm gì? Em là mua sắm, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa. Về dịch vụ y tế? Không, trang thiết bị y tế. Trang thiết bị y tế. Vâng ạ. Hai bên cũng giống như kỹ sư vậy đó hả? Dạ. Có vẻ khô khan quá không? Dạ đúng rồi, nghề này khá là khô khan. Vậy những lúc rảnh rỗi thì mình làm gì? Em thường đi lòng vòng và đi nhà sách ấy chị. Hoặc là em thường học tiếng Anh lúc rảnh rỗi là nhiều. Học tiếng Anh? Dạ. Những lúc đi chơi là mình đi với ai? Thường đi với bạn hoặc là đi mình. Vậy hả? Dạ. Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Mối tình thì chưa có, chỉ có thích một người nào đó thì có. 29 tuổi mà chưa có mối tình nào? Dạ. Có nắm tay hôn gì chưa? Dạ chưa. Chưa luôn? Thiệt không? Dạ thật. Anh bên anh nghe anh cười nè. Ủa mà sao ngộ vậy? 29 tuổi mà sao chưa có? Sao? Có thể tại vì em hơi mạnh mẽ nên là các bạn nam có thể hơi ngại khi... Thì mình cứu người ta. Cứu người ta thì có thể không phải là cách của em. Bạn có khao khát có một mối tình không? Dạ có ạ. Bây giờ mình muốn kết hôn chưa hay là mình tìm hiểu bao lâu? Em nghĩ là em phải tìm hiểu sẽ kết hôn nè. Bao lâu? Khoảng 1 năm 2 năm gì đó. 1-2 năm. Ở gia đình có hối, lập gia đình chưa? Dạ có, bố mẹ có hối. Rồi bạn trai, bạn nghe cô gái khi chưa có mối tình nào mình cảm giác sao? Em thấy cũng lạ, 29 tuổi chưa có mối tình. Lạ hả? Lạ. Lạ là lạ sao? Theo bạn thì bạn nó khó tính hay là sao? Chắc em nghĩ chắc bạn quá khó tính hay là bạn ấy làm nghề giống là bên giống người giống đàn ông hoặc là kỹ sư. Cái nghề nghiệp chắc giống khô khan quá. Còn bạn, bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có 1 mối tình. Lâu chưa? Dạ cách đây khoảng 7 năm. 7 năm qua một mình bạn? Dạ đúng là 7 năm qua mình em tại cái công việc với lại cái phấn đấu của em chưa nghĩ tới cái vấn đề lập gia đình, thành ra em sáng là ngủ dậy là vác cày đi là chiều vác cày về thôi. Bây giờ đã muốn lập gia đình chưa? Dạ cũng đang thời điểm lập gia đình rồi chị. Nhưng mà 7 năm qua như vậy bạn có để ý một ai hay là có lưu luyến một ai không? Cũng có gặp một số người nhưng mà không có phù hợp với tính cách. Có vẻ bạn khó giống như cô bên kia. Đúng không? Có thể là vậy. Mong muốn một cái người đi chung con đường mình như thế nào? Không có bướng bỉnh quá, không có thích cái gì làm cái đó, biết nấu ăn nấu nướng, bởi vì em biết nấu ăn thành ra em thích người phụ nữ như thế. Cái này dễ mà, thấy người phụ nữ nào cũng có đức tính hết trơn á. Còn gì khó nữa không? Anh nghĩ em còn nhiều điều kiện nữa. Chứ nếu như điều kiện nó đơn giản, phụ nữ dễ chịu. Không có lý do gì 7 năm mà không tìm được đúng không? Không, 7 năm qua là chưa nghĩ đến vấn đề đó, vấn đề là gia đình, lo công việc. Em muốn lo cái gì đó sau có đầy đủ rồi em mới lo cho gia đình. Bây giờ có sự nghiệp chưa? Dạ, công việc thêm đó tạm thời là ổn định. Dạ. Nếu bây giờ lấy nhau thì khoảng bao lâu? Thì nếu nhanh thì 6 tháng, còn chậm hơn thì khoảng 1 năm sau em sẽ cưới. Nhưng mình cũng chuẩn bị lớn tuổi rồi ha. Dạ, có kế hoạch rồi, có nhà cửa gì chưa bạn? Dạ em đã có nhà ở đây rồi chị. Nhà riêng luôn ha? Dạ dạ. Mình ở với ai? Dạ em ở bên mình chị ơi. Vậy được rồi, để hỏi cô này. Mình có thể giới thiệu một chút xíu cho bên đó nghe về những điểm mạnh và điểm yếu của mình chẳng hạn. Em thì hòa đồng, vui tính nhưng mà có thể hơi ít chia sẻ cái vấn đề suy nghĩ của mình nên là có thể sống hơi nội tâm. Nội tâm. Dạ. Điểm mạnh của em là em luôn luôn đúng giờ trong tất cả các cuộc hẹn, làm việc có thể hơi nguyên tắc và hơi cầu toàn trong công việc. Mình mong muốn một người đồng tương lai như thế nào? Dạ, trước tiên là phải thương em và phải biết quan tâm đến gia đình và phải có mục đích rõ ràng cho cuộc sống. Về ngoại hình? Dạ, chị đừng có xấu quá và nên cao hơn em một chút xíu. Bạn có nhắm mình đáp ứng được không? Chắc có cái điểm cuối cùng là ngoại hình, thì ngoại hình em thuộc dạng xấu nhất họ. Đâu có xấu đâu, ngoại hình được em mà. Thấy tự tin với bản thân em là cái ngoại hình. Thành ra em không tự tin lắm với khi tiếp xúc với khác giới. Tức mình không tự tin nữa hả? Đúng rồi, không tự tin. Bạn đâu có gì đâu, đẹp trai mà. Anh là người đầu tiên khen em đẹp trai. Không, thật sự mà. Đẹp trai quá thì không đẹp trai quá, nhưng mà đại khái là rất là ưa nhìn, nhẹ nhàng dễ thương mà. Chị thấy sao chị? Cũng được, đâu có gì đâu, bình thường. Cao bao nhiêu? Dạ em cao 1m7 chị. Vấn đề do có lẽ là nhút nhát. 32 tuổi, có nhà cửa ổn định rồi, công việc ổn định, vậy là quá tốt rồi chứ. Em không thích cái điểm nào ở người phụ nữ? Bướng bỉnh quá, thích gì làm nói, không cần suy nghĩ người khác như thế nào hết. Ngoại hình thì em có không cần suy nghĩ, bình thường thôi. Theo cái cảm tính, cái cảm giác của tôi là tôi thấy cặp này là xứng. Nếu mà xứng thì bao nhiêu lâu mình tiến tới hôn nhân được? Thì hồi nãy bên đó là khoảng từ nhanh thì 6 tháng, còn trễ hơn thì 1 năm. Rồi. Tốt nhất là 1 năm sau là đúng hơn. 1 năm sau là đúng hơn ha, kể từ ngày hôm nay ha. Dạ, đúng rồi. Được, anh này được đó. Cái khoái nhất là cái vụ mà ổn định, có nhà cửa, công việc ổn định. Mình phụ nữ mình cần nhiêu đó thôi cho nó khỏe. Để anh coi đi. Dạ em chào anh Quyền Linh ạ. Dễ thương ha. Ngạc nhiên ha. Rất là ngạc nhiên luôn á. Đúng là có thể tại vì em thường tập trung vào học tập và làm việc á, nên có thể chưa có thời gian để... Anh nghĩ chắc cơ quan em nhiều người đeo đuổi em lắm á chứ. Dạ không có. Sao kỳ ta, không lẽ cơ quan em không có đàn ông? Dạ có, nhưng mà tại vì thường là lớn tuổi hơn à. Lớn tuổi hơn hoặc là nhỏ lớn tuổi hơn. Lớn chứ cũng thấy cũng đẹp chứ bộ. Dạ lớn nhiều, các bác có gia đình hết. Các bác không hả? Không có là nhỏ không? Tại vì em làm bệnh viện mà các bác. À, các bác không hả? Rồi. Số 1 luôn. Bây giờ mình sẽ cho hai bạn gặp nhau để trò chuyện trực tiếp với nhau xem là có hợp ý với nhau hay không nha. Vấn đề ở chỗ nè, em phải tìm ra cái chìa khóa để mở cái cánh cửa này. Anh nghĩ rằng đây là một cánh cửa rất là đẹp. Ha. Kéo màn lên. 2 phút. Bắt đầu. Dạ chào anh. Ngắm món quà tặng mày. Bạn ghét nhất là đông cái gì? Về cơ bản em không thích con trai hút thuốc. Không người được mua thuốc lá. Dạ. Con nhậu thì có thể được vì ai cũng nhậu. Và người con trai nhanh nhậu quá hoặc là nói chung là có tính định hot em không có thích. Nhưng mình có nhanh nhậu quá không? Hiện tại thì em chưa thấy. Tình yêu thế nào nói đi bạn. Trời ơi gì mà gãi dữ vậy? Cảm giác thế nào? Của người đối diện của mình. Bạn cười rất đẹp ạ. Cảm ơn anh. Cái gì vậy? Nhìn thẳng vào mắt bạn rung kìa. Dữ lắm hả? Sao mà gì mà gồng cứng ngắc vậy? Thả lỏng ra. Dạ em rung dữ lắm. Sao anh rung vậy? Anh cứ tự tin đi. Bạn đừng biết hay nói mình nha. Hả? Không có, không hẹn. Em muốn hỏi biết thêm suy nghĩ của anh về người vợ trong gia đình tương lai phải có cái yêu cầu gì đặc biệt không? Mình rất thích người phụ nữ mà với khoảng thời gian không dành cho gia đình, biết nấu nướng. Thường thì mình đi làm rất chiều tối, mình mắc mong là người phụ nữ biết nấu ăn vào chiều tối. Vậy anh có thích một người vợ mà có quá nhiều tham vọng trong công việc không? Chứ chắc bạn là tham vọng bằng mình, thành ra mình thích như đó. Quan niệm về hôn nhân như thế nào? Nếu mà mình hẹn hò với nhau 6 tháng sau có thể cưới nhau được không? Cái đó phải xem là mình có hợp với tính cách của nhau hay không đã. Em nghĩ là như vậy. Có một câu gì thật là tình cảm rồi bạn trai. Tại em đang kỹ thuật rất khô khan, thành ra để nói từ lãng mạn thì giờ tự nhiên em không thể xuyến nó ra được. Thì bây giờ suy nghĩ đi đó. Trước một người con gái xinh đẹp thế, mình nói một câu gì thật tình cảm lãng mạn được mà. Khó quá bỏ qua đi. Gánh chịu rồi nha. Để bạn gái nói đi. Dạ thôi em khó quá bỏ qua anh. Cảm nhận của hai bạn khi lần đầu tiên gặp mặt nhau như thế nào? Em thấy có thể muốn biết tìm hiểu nhiều hơn về anh. Mình cũng giống như bạn, mình cũng mong là được tìm hiểu thêm về bạn rất nhiều nữa. Hết thời gian. Chán hai cái ông này quá. Về phải đọc sách tình yêu cho nó nhiều vô. Đọc ngôn tình nhiều vô. Em chỉ hay đọc sách kỹ thuật chứ còn tình yêu thì hơi... Đấy, thành ra nó hơi khô khan đấy. Sau này khi mà người ta lấy nhau về phải có những cái lời tình cảm chút xíu ha. Chứ không lẽ về nói em ơi em giống cái máy quá. Cái máy bên nào bảo trì cho. Nó kỳ cũng khô khan quá đúng không? Hy vọng là hai người sẽ bảo trì lẫn nhau. Nào, chúng ta có 3 tiếng đếm. 1 2 3. Ngọt ngào thì không có ngọt ngào ha, nhưng bấm nút thì lẹ lắm, hai bên lẹ như nhau, 3 cái bập bập liền. Mình có thể cầm tay nhau, mình nói không được, mình truyền cảm xúc qua nhau, truyền điện qua nhau. Nắm chặt vô, đừng bóp tay ta đau quá nha. Mấy năm nay em chỉ cầm kèm với bước tiếp bơ kè với bố không, hôm nay cầm tới con gái rồi mày và rất rung. Rung lắm hả? Em cảm nhận như thế nào? Em hơi run. Em cũng rung luôn. Dạ. Thấy có miếng điện nào truyền qua không? Có sẹt gì chưa? Chắc đang tê quá. Có một ít à. Có một ít rồi ha. Như vậy là được rồi.